Xin chào các bạn. Trên tay tôi là hai cái cụm van cấp nước của máy giặt. Đó. Cái này là máy giặt cửa ngang này. Máy giặt cửa ngang này nó có cấp nước cho xà phòng này, cho xả vải này. Đó. Giờ nó có 3 chế độ thì mỗi cái van này được cấp điện thì nó sẽ cấp nước vào. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn là sử dụng chính cái này để làm một cái van phao cấp nước tự động. Đó. Thì cái van này được van này van đơn của máy giặt, cái này là van cụm 3 nhé. Bây giờ tôi sẽ thử cấp điện nào xem nó chảy nước nhà cho các bạn xem. Đó. Thì đây là dây điện. Tốt đi để kéo ổ điện vào. Nha. Đó, đây là tôi cắm điện nha. Đây là van cấp nước này. Đây có cái van này. Nha. Nhớ ra hiệu. Nó sẽ cấp thử nước xong cắm điện xem cho các bạn xem nó chảy nha. Đó. Thì cho cái vòi đây tôi để nha, chưa cần cho vào gọi. Bây giờ mở van này. Đó, mở van chưa có điện thì van chưa mở nhá. Bây giờ tôi cắm điện này. Cắm đi. Nha. Đó các bạn thấy không? Van đã cấp nước này, có điện này, mở nước này. Đó, đây là van của máy giặt nhá. Đó, thử rồi. Đó, khi rút điện ra là hết luôn. Đó, thì bây giờ đằng nào cũng phải tháo. Thì sẽ tháo ra xem là giới thiệu luôn cho các bạn là cấu tạo cái van này như nào luôn. Đó. Thì để làm cái van phao này. Tốt. Để làm cái van phao này bây giờ tôi tháo cái van này ra nhé cho các bạn xem cấu tạo, giới thiệu luôn cho các bạn là nó cấu tạo và hoạt động như nào và ta sẽ tận dụng những chức năng gì của nó để có thể làm thành cái van phao cơ cấp nước cho cái bể nước. Đó. Bây giờ tôi đã tháo ốc xong rồi này. Thì phần trên này là cuộn dây điện nhá. Khi mà cắm điện vào đây thì nó sẽ sinh ra từ trường. Đó, nó sẽ sinh ra từ trường. Cái này chỉ có mỗi tác dụng sinh ra từ trường thôi. Đây là phần thân van. Thì trong này gồm những bộ phận nào? Như tháo ra đây, trong này gồm một cái lõi sắt, lò xo và cái thân này để cho nó kín nước, không cho phì ra ngoài. Thì cái này nó sẽ trượt ở trong này. Đó. Khi nào mà có điện ấy, có điện cấp nước thì nó sẽ hút, nó rụt cái này lại. Đó. Thì cái lúm cao su này, bình thường mà mất điện thì lò xo sẽ đẩy lên để tì vào cái lỗ ở đây nha. Khi mà mất điện này thì lò xo sẽ đẩy xuống để tì vào cái lúm này để kín cái lỗ này. Còn đâu khi mà có điện thì van sẽ hút lên và mở ra nha. Mở ra thì làm thế nào để nó chảy nước được xuống thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là cái màng van này, đây là đường cấp nước này, đây là đầu ra này. Màng van này làm bằng cao su và nhựa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đậy vào nha. Thì ở đây nó có một cái vòng này, vòng ngoài, cái vòng trong. Đây là đường cấp nước vào này, nó sẽ đi vào cái lỗ này. Đó, đi vào lỗ này. Nhưng mà chưa xuống được cái lỗ này ngay nhá. Vì do cái màng cao su ở đây nó đóng kín lại rồi, nó tì kín cái lỗ này lại rồi nên nước không xuống được phía này ngay. Đó. Thì cấu tạo cái màng này nếu mà như nhìn ở đây thì rõ ràng thấy là đây có một cái lỗ. Đây có một cái lỗ.
lỗ ở giữa này to hơn lỗ bên sườn này nhá. Đặc điểm của nó là lỗ ở giữa to hơn lỗ bên sườn. Tại sao lại như vậy? Bình thường khi nước đi vào đây thì lỗ ở bên ngoài này thì là ở cái vòng ngoài này, lỗ ở giữa thì thông với ở giữa này. Khi mà cấp nước vào thì nó sẽ đi ở vòng ngoài và chui qua cái lỗ này nha, lỗ này lỗ bé nha, đi lên cái buồng trên này. Thì buồng trên này đã được kín lại rồi, có các cái lam châm và có cái thân van rồi, bằng sắt rồi, nó sẽ kín lại đó. Thì bình thường cái chưa có điện thì van nó, cái lõi kia nó sẽ đóng lại nha, bịt kín cái lỗ này lại. Vì vậy là khi cấp nước vào van vẫn mở bình thường nha, van chặn nước vẫn mở bình thường thì nước sẽ đi qua lỗ này, chui lên cái buồng van trong này, chui lên cái khoảng không này, nhưng lại không xuống được qua lỗ này ngay. Vì vậy tạo thành áp suất ở trên bề mặt này ép cái màng van này xuống, dẫn đến là không có nước đi theo cái lỗ này được. Đó, van không mở, nó van này sẽ tì nó đóng kín xuống ạ. Khi máy giặt mà bảng điều khiển máy giặt nó ra tín hiệu cấp điện thì van cái cuộn này có điện này sẽ rút cái lõi này lên. Rút lõi này lên thì đương nhiên là nước sẽ đi qua cái lỗ nhỏ, lỗ to hơn này ở giữa. Đó. Đi qua lỗ to sẽ đi theo này đi xuống. Nhưng nếu chỉ đi như thế thì lượng nước là không đủ nha, nó rất là bé. Đi như thế thì dẫn đến việc là gì? Áp suất ở trong buồng trên này, vì lỗ này to hơn lỗ này, lên nước đi từ đây vào cái lỗ này là không đủ so với lỗ này to hơn, rồi gọi là lỗ này gọi là lỗ thoát áp, lỗ này gọi là lỗ tăng áp. Đó, lỗ tăng áp, lỗ thoát áp thì khi tăng áp lên thì nó ép xuống, nhưng mà khi mà có điện nó rút lên như này thì thoát nhanh hơn cả tăng. À, nước thoát đi nhanh hơn bên nước đẩy vào. Vì vậy áp suất ở trong này thấp mà áp suất cung cấp ở trong này khỏe thì nó sẽ đẩy cái màng lâng lên. Khi màng lâng lên thì cái phần này này, các bạn nhìn thấy phần tròn mờ mờ này không, nó sẽ nhấc lên khỏi cái miệng này, dẫn đến là nước đi từ đây phi thẳng qua lỗ này luôn nha. Đi nhài, đi qua các lỗ ở khe này, đi vòng qua này, đi lên và đi xuống dưới nha. Đó là cái cấu tạo và hoạt động của cái van cấp nước của máy giặt. Trong trường hợp mà nó tắc một trong hai lỗ này thì chắc chắn van sẽ có vấn đề nha. Van sẽ có vấn đề. Đó. Thì ở đây tôi giới thiệu xong về cái phần van cấp nước của máy giặt. Đó. Thì để tận dụng nó và có thể làm thành cái van phao cơ, mà van này theo tôi thấy là nó sẽ bền hơn cái van mà dùng quả bóng bằng nhựa hoặc quả bóng bằng đồng nhá. Thì sau một thời gian cái đấy nó toàn bị hở nước. Đó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn là sử dụng nó để chế thành cái van phao như nào. Thì dụng cụ chúng ta sẽ phải cần cái cưa này, dao này, miếng nhựa này nha. Cái này sẽ bỏ đi, ta không dùng đến này. Kìm này, các mũi khoan này, hai thanh sắt này. Đó. Một cái lắp bút này, tôi tháo từ cái này ra nhá. Sẽ bẻ cái tai đi, chỉ lấy phần này thôi để làm cho nó dẫn hướng ở chỗ này nhá. Đó, làm dẫn hướng ở đây. Cần một cái hộp này nha. Hai cái bu lông ngắn này các bạn có thể thay bằng loại khác. Trong video này thì hướng dẫn thôi, nên các bạn có hoàn toàn có thể kiếm những cái vật liệu nào mà dễ làm nhất nha, và dễ gia công nhất. Đó là cái quan trọng. Đây tôi có sẵn này thì làm nó nhanh nó dễ thôi. Còn nếu các bạn không có thì có thể nghĩ là cái gì. Ví dụ không cần khoan, vì đây chỉ có khoan nhựa thôi. Không có khoan thì ta lấy cái gì, cái ống tròn nóng hơ vào bếp, cho ở đây là nó thủng nó thành cái lỗ. Đó. Thước này, súng bắn keo này.
Đó. Đó, thì bây giờ ta không dùng cái này nữa. Nên cái này sẽ tạm thời sẽ bỏ đi này. Đó. Thì bỏ đi thì thay bằng cái miếng nhựa này để tôi bắt xuống đây nha. Bắt xuống đây để tì chặt xuống này để giữ cái phần này lại để không cho nó ấy ra, nó hở nước nha. Đó. Bây giờ ta bắt đầu làm. Thì sẽ cần 3 miếng như nhau. Đây tôi có sẵn mẩu rồi thì chỉ việc đặt đây thôi. Có cân một rưỡi không đấy? Cần 3 cái miếng như nhau nhá. Cái này mình tự nghĩ ra, thấy nó cũng khá là hay. Mà cái van này thì như các bạn biết là cái van máy giặt thì rất hiếm khi nó hỏng. Gia công bằng nhựa thì nó sẽ dễ, các bạn dễ làm, mà ví dụ không phải sắt thép thì cũng không sợ nó gì. Nếu mà có gióng cưa không có, các bạn dùng lưỡi cưa không cũng được. Nói chung là làm cách nào mà nó đơn giản mà các bạn vẫn có thể thi công được ở nhà, với những bạn mà thích chế đồ. Mình cũng rất là khoái chế nên là nghiên cứu với nghịch. Dạ, cứ cắt 3 miếng nhau để tía mình khoan thì nó phải thẳng tâm với nhau. Bạn cắt thì kê chắc nhé, giữ chắc thì dễ cắt. Cái này đặc điểm là lắp rất là gọn, nếu mà mình thiết kế nó gọn được thì nó sẽ rất là gọn. Đó, bây giờ cũng cần phải khoan lỗ. Thì lấy dấu này. Cái phần khoan lỗ thì nếu mà có khoan thì làm bằng khoan, không thì ta nghĩ cách khác.
lấy cái dùi dội được xong lấy đầu kéo ngoáy ra là nó cũng xong. Chỉ cần lấy một cái dưỡng ở trên này thôi, nó dùng cái này để kê nhá, kê để khoan nhá, vì cái này cần nó đồng tâm, tất cả nó đồng tâm với nhau, cần những lỗ nào đồng tâm thì các bạn khoan đồng tâm. Bây giờ kẹp vào nha này, đó, khoan một cái mũi nhỏ trước để cho ba cái nó cùng thẳng, những cái lỗ mà cần thẳng thì cho nó cùng thẳng, những cái lỗ nào mà không cần thẳng thì ta bỏ ra, ta tách riêng, ta khoan độc lập riêng. Những cái lỗ này tôi cần thẳng này, cái này để tía làm quả phao nhé. Tốt nhất là kẹp kìm vào cho an toàn. Thì đây là bốn cái lỗ để bắt giả lại con vít. Cái lỗ này thì cần nó trượt qua này để tía ta đút cái con bô lông dẫn hướng qua. Đó, để về sau con bô lông dẫn hướng này nó đi qua nhá.
này thì tía ta sẽ cho nó vào nhầy. Sau đó thì ta gắn cái mẩu 500 vào. Các bạn kiếm một mẩu 500 nhá, lỗi tôi chưa giới thiệu. Sẽ gắn keo vào đây. Đó. Này các bạn bắt cái con cái lỗ bé hơn nhá. Con cái lỗ bé hơn để cái này không cần đấy, nhầm. Xong rồi. Cái lỗ này nhá, cái lạnh xong rồi. Đây khoan để về sau ta gá cái đấy vào. Sau gá này vào bắt chặt vào đây luôn nhá. Đó, bây giờ sẽ kẹp lại mài cho cái góc nó đẹp. Cho nó thẳng. Những cái phia này thẳng này. Đó, thế là ta sẽ được cái này. Bây giờ ta sẽ lắp nó lại. Đó, cái này sẽ tì lại cái màng van này để cho cái cụm này để nó không bị bật lên. Các bạn nhớ chỉnh cho cân cái lỗ này nhá. Cái bút lúc nãy thì ta làm lấy cái này rồi. Đó, phải cho nó vừa này nha. Bấm chặt nó lại.
Còn cái phần này thì ấn nó vào đây. Rõ không? Rõ tận đây không? Muốn chơi rồi. Chơi cái đầu. Bạn người ta tận chỗ này không quay tận đây. Chà. Ngồi gì? Đó. Thế sau thành nha. Xong ta sẽ gắn cái 500 vào đây. Đó. Thì cái 500 nó sẽ hút cái lõi lên. Các bạn nhìn này. Đó. Nhìn thấy không? Đó. Đó. Thì mình sẽ lợi dụng cái tính năng này nó để không cần điện nữa. Đó. Thì sẽ gắn vào nha. Tí nữa sẽ bắn keo giữ cái 500 lại ở đây nhá. Đó. Bây giờ sẽ vặn chặt cái này vào đây. Tí nữa cũng sẽ cho keo vào. Đó, cái này các bạn khoan nó vừa với cái gen này này. Vừa khít luôn thì để vặn vào được luôn. Vặn bằng tay cũng vào. Thì không cần phải bắt bu lông, về sau bắt bu lông cũng được, tùy. Đó, nó thẳng nhau. Thì cái phần này thì sẽ gá vào cái hộp này để thành cái phao, vì nó đang khác kích thước nên nó không thể khoan được vào này. Nó sẽ nhảy. Đó. Sẽ bắt vào để giữ. Giờ các bạn sẽ gắn cái cút này vào nha, cho nó quay ngang này. Đó. Để nước sẽ phi ra nhà. Đó, cái này nước sẽ chảy ra nhà nhá. Vòi bắt bên này. Quên. Phía dưới này phải bắt thêm cái con ốc hãm để khống chế, để không cho nó hạ hết cỡ. Không cho nó hạ hết cỡ. Nó hạ hết cỡ lại tuột ra khỏi cái dẫn hướng. Nắp ha này trước nha.
trên nhá. Cái trên là sao rút ra nhỉ, nó không tuột hết cái này ra nhá. Đó. Đó. Đó về sau hết nhỉ. Nam châm sẽ gắn đây. Đó. Thì bây giờ tôi bắt đầu dùng súng bắn keo. Okay, tôi gắn cái nam châm vào. Các bạn gắn 500 vào đây nhá. Để cho về sau nó hút cái lõi này này. Đó. Bắn thêm cho chắc. Tiếp đến bây giờ gắn cái này làm cái phao. Thì tôi đang cắn tượng trưng ấy thôi. Đó, bây giờ phao này. Đó. Bây giờ chờ nó nguội một tí xong rồi ta sẽ đem ra ta test nhá. Chỗ này các bạn có thể bắn thêm keo cho chắc này. Cho nó ổn định cái chân này luôn này. Tùy vào các bạn gá lắp thì có thể làm nhào nhá, tùy vào cái điều kiện các bạn có vật tư vật liệu như nào thì các bạn làm. Đó, bây giờ mình vào đem ra để test, bây giờ kiếm cái vòi cho nó khỏi bắn nhá. Bây giờ cắn cái vòi vào cho khỏi bắn. Xong bây giờ đem ra chậu để test. Chưa? Đó, bây giờ gắn vào đây. Thì đây là bể nước nha các bạn nhé. Bây giờ vòi nước có thể phi ra kia. Bây giờ là bây giờ đây là trạng thái đang cạn nước này, cạn nước thì phao sẽ hạ xuống này, nó thì sẽ chảy này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, bây giờ phao dần dần đầy này, đó, đây, phao dần dần đầy nó lưng này lên này, hạ thấp này. Đó các bạn thấy chưa? Đây, nhìn cái phao này. Đâu có gần gì nữa.
Rồi gần đây tí nữa. Đó, rõ. Đó thấy không? Phao đang lổi ở dưới nước nhá. Này. Đó. Bây giờ giả vờ là nước dùng xong nó cạn đi nhá. Như này, đó. Thì lưng lên này, đó, thấy chưa? Thì cái nam châm ở đây nó sẽ mở. Cái nam châm ở đây nó sẽ rút cái lõi lên giống như cái trường hợp mà có điện nhá. Đó. Thấy chưa? À, đây là đang cạn nước này. Đó, thấy chưa? Phao đang cách mặt nước này. À, cách hoàn toàn này. À. Đó. Đây, cho đầy này. Đó, các bạn thấy này cựa chưa? À. Cái phao sẽ lổi lên hay không là nhờ cái này nhá. Này, lổi lên này. Đó. Đó. Thì cái nam châm này nhá. Cái nam châm này nó sẽ thay cái cuộn điện này. Lúc này sẽ thay cái cuộn điện này. Nhưng sử dụng bằng lực cơ nhá. À, tôi đang khóa nước rồi. Sử dụng lực cơ. Cái này sẽ hút là cái lõi này nó rút lên. Cái nam châm này sẽ hút lên thay cho cái này. Đó. Khi mà nước mà vơi, nước vơi ấy, dùng nước thì đương nhiên là vơi thì quả phao lặng là hạ xuống như này. Thì cái nam châm tác động vào để van mở và cấp nước ra. Đó. Thì trên đây là cái cơ cấu của cái van mà mình đã làm. Đó. Các bạn hoàn toàn có thể bắt chiếc này. Đó, đây nhá. Đây là cái quả phao nhá. Tôi giới thiệu lại từ đầu này. Đây là quả phao này. Đó. Đây. Cái phần này tự do cử động này. Đây là cái thanh này sẽ, quả phao này sẽ được truyền động lên cái trên này để nó di chuyển cái nam châm này. Nha. Các bạn nhìn này. Đó. Mấy hai cái ở đây là nó giới hạn cái chiều cao để không cho cái lõi này là tụt ra ngoài này, các bạn thấy không? Nếu không có hai con eco này sẽ tụt ra ngoài. Về sau ta sẽ bắn keo cố định vào để cho nó khỏi bị trượt nhá. Đó này, các bạn thấy không? Đó. Thì các bạn ở nhà hoàn toàn có thể tự làm bằng cái này. Đó, cái này rất đơn giản. Đó. Thì video mình dừng ở đây. Nếu mà các bạn thấy hay thì có thể chia sẻ cho mọi người và đăng ký kênh để mình sẽ làm nhiều cái ứng dụng hay hơn nữa để phục vụ cho cuộc sống. Đó. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chào các bạn.